Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy Maruyama nha. Cây Maruyama Beat M này nó có tên là BC300RX-1 nha các bạn. Có người đọc gạch 1, có người đọc trừ 1 nha. Nhưng mà mình quen mình đọc gạch 1 rồi. Trừ 1 thì nó không có nghĩa đâu. Maruyama Beat M BC300RX-1 nha các bạn. Nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực còn rất là đẹp các bạn, rất là mới, mới tinh luôn. Nó mang một cái sơ mi là 37 ly nha các bạn. Dung tích xi lanh là 30cc. Sơ mi nó là nòng nó đó các bạn, nòng nó là 37 ly, chạy rất là mạnh mẽ. 37 ly. Cắt cước rất là đã các bạn, 37 ly. Nó dòng Maruyama này nắp xăng kính nha các bạn. Nắp xăng kính không có lỗ thông hơi. Nó để bảo vệ không cho chảy xăng các bạn, nắp xăng kính rất là đẹp luôn ha. Các bạn xem. Nó có lỗ thông hơi riêng nha các bạn. Lỗ thông hơi riêng. Đây, lỗ thông hơi riêng đó đây các bạn. Lỗ thông hơi riêng để cân bằng áp suất khí trời đó các bạn. Nó chạy một cái chế hòa khí Wanro đời mới nha các bạn. Dòng đời mới, máy chạy chế hòa khí đời mới. Nó có một cây tốc độ cao và một cây tốc độ thấp các bạn. Cây tốc độ cao này mỗi lần mình chỉnh nha, mình phải làm vít, vít nhỏ mình để vô mình chỉnh. Mỗi lần chỉnh cây tốc độ cao này muốn đạt thì phải chạy hết ga nha các bạn, chạy lớn tối đa để chỉnh một cái tốc độ cao cho không ngạn, không sựng và ngọt. Là chỉnh cái tốc độ cao này nha các bạn. Nhưng mà không được quá bốc, nó mau hư sơ mi lắm nha các bạn. Và cây tốc độ thấp đây. Cây này kết hợp với cây ganti đây nha các bạn. Cây tốc độ thấp và cây ganti. Mỗi lần mình chỉnh cây này phải hạ về sát dưới nha các bạn. Cây nhỏ nhất để chỉnh. Chỉnh làm sao cho cái tốc độ thấp nó chạy cầm chừng thật êm và thật nhạy. Và ít ăn xăng, nó đạt 3 tiêu chí đó các bạn. Tiêu chí thứ nhất là ít ăn xăng, cái tiêu chí thứ hai là nhảy, cái tiêu chí thứ ba là chạy ganti êm, không bị tắt. Đó, mỗi lần mình chỉnh cây này phải hạ thấp ga xuống nha các bạn, để y nguyên vậy, không là được lên ga. Còn cây này á, là mỗi lần chỉnh thì phải lên tối đa nha các bạn. Chỉnh để tìm một cái tốc độ cao cho thích hợp, cây này chỉnh để tìm một tốc độ thấp cho thích hợp. Đại khái nó vậy các bạn. Cái này là chế quanh rồ đời mới nha các bạn. Chế quanh rồ. Mình soi cho các bạn xem. Chế quanh rồ hơi khó thấy các bạn. Rất là khó. Đó, chế quanh rồ ha. Thấy chữ W rất là rõ ha. Quanh rồ. Quanh rồ đời mới các bạn. Thấy chữ W rất là rõ ha. Và ở dưới nắp nó có made in xa băng luôn nha các bạn. Made in xa băng nha. Đây các bạn. Made in xa băng nha. Có đầy đủ logo của Maruyama luôn các bạn. Đây các bạn nhìn xem. Bồ nó còn miếng mốp đây nha.
Nếu máy nào còn miếng này không bị mục thì mình vẫn giữ nguyên nha các bạn. Chỉ trừ khi nó bị mục thì không có để vô. Nhiều khi mình để miếng khác vô, các bạn nói mình để đồ lô vô, thật ra không có phải. Nó máy bãi thường về là miếng này nó bị mục, cho nên mình không có để cái miếng miếng lược vô các bạn. Ở trong này có đầy đủ logo hết nha các bạn. Nắp ngoài này cũng vậy nha các bạn, đầy đủ logo của Maruyama hết. M của Maruyama nha, hình tam giác nè, số seri nè, đầy đủ hết nha. Chánh tông của Made in Japan các bạn. Cái này hơi khó lấy, khó cày cải ra mới được, cũng không cần lấy ra làm gì các bạn. Ở trong này có đầy đủ logo hết, nghe gió thật là ngon. Cái dòng này mình nhắc lại nha, dòng này dòng đời mới nhất của Maruyama nè, chạy rất là dữ luôn, ít ăn xăng. Đây mình để mình gáp cái bô vô nha các bạn. Bô nó rất là kính, nắp chụp bô nó đẹp, gắn vô kính hết các bạn. Một con máy rất là hoàn hảo luôn. Nói về độ thẩm mỹ thì cái máy này độ thẩm mỹ rất cao các bạn. Bô có lỗ hút khí nha các bạn, cánh giải nhiệt to nha các bạn. Dòng này bô có lỗ hút khí, cánh giải nhiệt to. Dây đeo đó, móc dây nè, tay nắm của Maru rất là đã, cùng jean. Tay nắm nè coi, tay nắm đặc biệt là tay ga này, tay ga này xài rất là đã luôn, rất là thuận lợi. Chạy cái này chạy không thua kém gì cái tay ga bóp chút xíu nào hết các bạn, rất là nhẹ nhàng và chạy ga sống ngon lành luôn. Chạy ga sống tất nhiên là mình chạy, mình lên ga mỗi lần mình chém cỏ đó là mình lên ga nha các bạn. Mỗi lần mình không chém cỏ mình hạ thấp xuống, mình gọi là chạy ga sống. Chạy ga sống thì tăng cái công suất máy lên rất là cao các bạn. Ví dụ các bạn không biết chạy ga sống, các bạn để một mực các bạn chạy thì thấy cái máy nó rất là yếu. Nhưng các bạn nào mà tập chạy ga sống lên ga hun chém vào cỏ thì nó tăng công suất máy gấp đôi gấp ba lần các bạn. Cỏ dày cỡ nào các bạn chạy ga sống nó cũng qua hết. Chạy ga sống cỡ nào, sậy mà chùm một chùm sậy cỡ 7-8 cây, các bạn lia một cái một đứt ngọt hết. Mà chạy ra sống nha, chạy ra chết để ra một chỗ về chạy chém nó không đứt, mà các bạn chạy ra sống hun hun thì nó sẽ đứt ngọt liệm hết các bạn. Cách phát mình vậy, mình hồi nào giờ mình phát ra sống thôi, mình không có phát ra chết. Phát ra chết rất là tổn máy các bạn. Nếu mình để lớn thì cái máy nó chạy ầm mà nó rất là hao xăng. Còn mình để nhỏ thì chém không có đứt. Nhưng mà khi mình chạy ra sống thì cỡ mức cỏ mức độ nào cũng đứt hết các bạn. Mình phải tập chạy ra sống thì cái máy mình mới mạnh được. Đây, an toàn sử dụng nha các bạn. Maruyama Beat M BC300R RS-1 các bạn. Này có logo bảo vệ môi trường nè, tiết kiệm xăng nè, eco đó các bạn. Tiết kiệm xăng, bảo vệ môi trường. Đây, cắn cỏ nó đây, cắn cỏ jean các bạn. Lưỡi dao Makita nha, cùi jean của Maru luôn nè các bạn, cùi jean luôn. Có chống dính cỏ nha. Ở dưới này có chống mài mòn luôn các bạn, chống mài mòn nó giữ con ốc mình rất kín,
không bị tròn. Con ốc khi mình thao tác mình tháo ra nha các bạn, chống dính cỏ chống mài mò khích cháy luôn các bạn, cùi rất là tốt luôn. Mình mới vô mở nó khích nha các bạn, mình mới vô mở xong. Có zin nha, rất là dẻo. Tay ga có tích hợp công tắc luôn các bạn. Phía sau nó đây các bạn, cho các bạn nhìn xem rõ nha, rất là đẹp luôn. Dây xúc kết công tắc nè các bạn, rất là đẹp luôn. Xúc kết công tắc bê tông 37 ly các bạn, chạy rất là mạnh. À, để mình test thử cho các bạn xem nha, chụp giật trợ lực. Và nghe đây là rất là dữ luôn. Giật trợ lực 37 ly mà giật rất là nhẹ nha các bạn, nhẹ nhưng mà không có quá nhẹ. Dòng này nó không có quá nhẹ, đây là bố rất là nhạy các bạn. Rất là nhạy luôn. Rất là dữ luôn. Các bạn thấy không? Nhạy ghê. Bố rất là đã luôn. Máy đời mới rất là dữ luôn. 37 ly các bạn. Chạy rất là dữ, 37 ly các bạn ơi. Trả lực
nhưng mà dịch cũng phải tính kỹ lưỡng nha. Hơi quá dữ luôn. Rồi, cái video mình giới thiệu cái máy Maruyama BitM BC300DRS-1. Cái này là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.